Hello mọi người, hôm nay Trúc có trái me non nè. Cái này bao chua luôn nha. Hôm nay Trúc sẽ thử thách mình ăn cái me chua này với lại mắm ruốc. Mọi khi thì mình hay ăn với lại xoài xanh, xoài non ha. Bây giờ mình sẽ ăn với me non. Cái trái me này á là nó chưa có cái hạt luôn á mọi người. Mình sẽ đổ mắm ruốc ra đây. Hấp dẫn quá. Đây là trái me non. Trái me non nó chưa có cái hộp luôn mọi người. Nó mỏng lắm nè. Bây giờ mình sẽ ăn trái này với mắm ruốc nha. Thực sự là có một chút lo sợ. Ở mắm ruốc này là cái chỗ bán me bán luôn á mọi người. Không biết có ngon không? Thử nha. Ở trong trái me rất là xanh. Rất là tươi. Mắm này thì Trúc đánh giá là được thôi chứ không ngon. Nhưng mà me non ăn với mắm ruốc khá là hợp. Ban đầu á mọi người ăn nó sẽ rất là chua. Nhưng mọi người ăn một hồi là hết chua. Cái me này á, ăn luôn cái vỏ đó, nó hơi chát chát. Nhưng mà nhờ vậy á thì cái trái me của mình nó giòn và nó không có bị chua. Trái này hơi dày hơi chua nè. Cái trái nào mỏng mỏng là cái vỏ không, mà ở trong cái ruột nó không có nhiều. Phê pha luôn á. Có chị bầu nào đang xem clip này không ta? Comment mình biết chứ. Xoài non đối với Trúc là một siêu phẩm rồi, nhưng mà me non càng ngon hơn. Nếu mà mình ăn cái trái mà nó bự quá đó, nó không còn non nữa đó, thì nó sẽ bị dướng mấy cái xơ, không có ngon mà ăn cái trái me non. Mọi người ăn mấy cái trái nào mà càng mỏng thì càng ngon. Mọi người biết cái trái me nó khác cái xoài gì không? Cái trái xoài á là khi mà mọi người cắn vào á là mọi người đã cảm nhận được cái chua của nó rồi. Còn trái me này thì không hề. Mọi người phải nhai 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 rồi đến cái giai đoạn mà mọi người gần nuốt nó vào á, mọi người mới cảm nhận được cái chua của nó. Nó hơi quéo một tí xíu, nó hơi tê tái một tí xíu.
giống như cái trái me này á, mà nếu á mình nấu canh cũng ngon nữa, mình đập dập ra mình nấu canh. Hay là chúng ta để dành một ít, cái này cũng ăn không hết đâu, để ngày mai thử nấu canh coi. Ừ, có trái xanh đã ghê mọi người, đẹp ghê nè. Cái cây này chắc nó phải to lắm. Cái mắm ruốc á, người ta xào với lại xả với ớt, nó thơm nó cay. Nhưng mà nó hơi loãng. Ăn me ăn xoài chứ bộ ăn được sao các bạn, thử thách chút ăn 20 trái chanh làm sao chút ăn ta. Chắc chú không dám làm thử thách đó đâu. 20 trái chanh ăn xong là đem cái hàm răng mình đem giục luôn á. Nó tê hết á, ê hết à. Đừng ai chảy nước miếng nha. Me này á, chút mua ở dọc đường á, mùa này vô mùa me hay sao á, nhiều người bán lắm. 1 ký là 100 ngàn. Trái này nó không có ê răng như trái xoài đâu mọi người, nhưng mà cái hậu nó chua. Cái chua của nó là sau khi mọi người nuốt vào mọi người cảm thấy nó chua, nó rụng lá ra quá trời. Mọi người nhớ là ăn me non là phải lựa mấy cái trái nào mà nó mỏng mỏng thôi nha, nó non thiệt non nha, ăn thì nó sẽ đỡ chua hơn. Cái mắm ruốc này nè, mọi người muốn cay hơn nữa mọi người có thể bỏ thêm ớt bằm vào hoặc là cắt ớt trái vào. Có một sự thật đó là cố gắng nhai 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 cho lẹ để cho nó đừng có ê răng. Nó kiểu càng chua càng kích thích đó mọi người, càng muốn ăn nữa. Cái trái me này mà nếu mà ngâm muối thì sao ta, chắc ngon lắm. Có trái nhỏ xíu mọi người, bé tí 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 luôn. Chua rồi đó. Chúc ngưng lại thôi. Còn cái phần này á, chúc sẽ ngày mai chúc sẽ thử nấu canh hoặc là chúc sẽ ngâm muối nếu mà được, để xem là mình có một cái món ăn gì khác với những cái trái me còn lại hay không. Cảm ơn mọi người đã xem video của chúc nha, và hãy comment cho chúc biết là mọi người có cảm thấy kích thích khi nhìn thấy cái trái me và cái mắm ruốc này hay không nha. Và có bạn nào đó mà ăn được me chua chấm mắm ruốc và với cái số lượng lớn hay không, hãy comment bên dưới cho chúc biết nữa. Cảm ơn mọi người, bye bye mọi người, hẹn mọi người vào ngày mai nha.